người trong môn nghề, ngành kinh tế có gì, cuốn sách hướng nghiệp ngành kinh tế đầu tiên của Spy Room. Nếu các bạn muốn biết ngành kinh tế có gì thì bọn mình có đặt đường link mua hàng ở dưới phần mô tả. Hãy tự tìm cho mình câu trả lời riêng nhé. Mình theo dõi Spy Room cũng đã lâu và mình cũng thấy rất nhiều người chia sẻ về các công việc khác nhau, nhưng mà vẫn chưa thấy ai chia sẻ về công việc của một nhân viên ở trong môi trường ngoại giao ở Việt Nam. Thế nên là hôm nay mình xin mạn phép viết một chút về vấn đề này, cũng như là quyền lợi khi làm việc ở trong môi trường ở đây, với cái nhìn của một người Việt. Cái nhìn của mình thì còn hạn hẹp và bị ảnh hưởng bởi quan điểm cá nhân khá là nhiều, thế nên là mong các bạn đón nhận với tinh thần cởi mở và cũng hy vọng là sẽ giúp ích gì đó cho các bạn, đặc biệt là với những ai có ý định làm ở đây. Những bạn nào đã hoặc là đang làm trong môi trường này thì có thể góp ý cho mình ở trong phần comment nhé. Luôn luôn chào đón ý kiến của mọi người. Các cơ quan ngoại giao mà mình nhắc tới là các cơ quan ngoại giao của nước ngoài đặt trụ sở tại Việt Nam, bao gồm các đại sứ quán, tổng lãnh sự quán và các cơ quan trực thuộc Bộ Ngoại giao của nước đó đặt tại Việt Nam, như là cơ quan hợp tác quốc tế, cơ quan thúc đẩy hợp tác và đầu tư. Thi tuyển vào đây thì như thế nào? Thứ nhất là tìm thông tin. Thông thường thì khi tuyển dụng nhân viên người Việt thì các cơ quan này sẽ đăng trực tiếp lên website hoặc là ở trên Facebook. Ngoài ra thì bạn có thể tìm ở trên trang Facebook kênh thông tin Đoàn Ngoại giao. Đây là một kênh thường xuyên cập nhật các thông tin tuyển dụng của các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam. Phòng thi tuyển. Như mình được biết thì sau khi gửi CV thì bạn sẽ phải chờ khoảng tầm 1 tuần. Sau đó thì sẽ phỏng vấn vòng 1 ngắn, như trường hợp của mình thì khoảng 20 phút. Sau đó thì sẽ phỏng vấn vòng 2, cách vòng 1 khoảng tầm 1 tuần. Và thường thì mất khoảng tầm 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Thỉnh thoảng thì các bạn cũng sẽ phải viết một bài luận bằng tiếng Anh về một vấn đề đang nóng tại Việt Nam. Tầm 2 tuần sau thì sẽ có kết quả thông báo qua email là đã trúng tuyển hay chưa. Nếu mà trúng tuyển thì các bạn sẽ được thông báo về mức lương của mình, thời gian đi làm, cũng như là các giấy tờ cần chuẩn bị. Khác với các đơn vị thông thường thì bạn sẽ được yêu cầu làm phiếu lý lịch tư pháp số 1 hoặc là số 2 và thường mất tầm 7 đến 15 ngày để lấy. Những điểm thú vị. Sống trong nền văn hóa khác, dù đang ở Việt Nam, bạn được tìm hiểu một nền văn hóa khác. Và như mình nghĩ ở hiện tại là mình đang ở trong nền văn hóa đó luôn khi làm việc chung với những người nước ngoài này. Ngoài lúc công việc ra thì cuối tuần các đồng nghiệp hay cùng nhau tụ tập thì mình biết thêm cả văn hóa ở nhà của họ nữa. Có đôi khi do bạn là người Việt nên là cũng hay được mọi người hỏi han quan tâm. Khi sếp đi công tác thì hay có quà cho mọi người và đương nhiên mình cũng có. Ngoài ra, thực sự là một môi trường tốt để nâng cao khả năng ngoại ngữ của bạn, vì đâu đâu thì cũng chỉ có thứ tiếng đó thôi à. Đồng nghiệp và sếp. Cơ quan mình thì không có quá nhiều cấp bậc nên là việc phê duyệt các vấn đề khá là nhanh. Và thường, nếu như không được duyệt thì sẽ có lời giải thích hợp lý với vấn đề đó. Đồng nghiệp của mình thì cũng thân thiện và hỗ trợ mình đối với những vấn đề nào mà mình chưa hiểu. Ngoài những ngày nghỉ lễ bình thường ở Việt Nam và 12 ngày nghỉ trong năm như quy định thì bạn còn được nghỉ cả những ngày lễ của đất nước ngoại giao đó nữa. Thế nên là bạn sẽ có thêm tầm 5 đến 7 ngày nghỉ nữa trong một năm. Đặc biệt là các cơ quan ngoại giao đều không phải làm vào thứ bảy và chủ nhật. Do vậy mỗi tháng tối đa thì cũng chỉ đi làm khoảng tầm 22 ngày. Đồng thời, nếu có việc gấp thì có thể xin nghỉ cũng không quá khó. Việc đi làm và tan làm thì đều không quá gò bó từng giây từng phút, có thể đến muộn hoặc là về sớm khoảng tầm 10 đến 20 phút. Miễn các chi phí ngân hàng. Mình không biết các bên khác như thế nào, nhưng mà bên mình thì nhân viên sẽ được miễn toàn bộ phí ngân hàng như là rút tiền, chuyển khoản hay là phí hàng năm. Việc mở visa hay là thẻ ghi nợ hoàn toàn miễn phí và không có phí thường niên luôn. Và đồ đạc ở đây thì rất là xịn sò. Chỗ mình làm từ cái bàn, cái ghế, thiết bị điện tử cho tới cái bút thôi cũng toàn đồ xịn à. Mở rộng hiểu biết, nếu đi làm ở các công ty bình thường thì việc bạn có đọc báo hay không thì cũng chẳng mấy quan trọng. Thế nhưng khi làm việc ở đây, bạn phải cập nhật tình hình thông tin hàng ngày, đặc biệt là thông tin liên quan đến 3 vấn đề: chính trị, kinh tế đầu tư và xã hội. Việc nắm bắt thông tin là rất cần thiết để có thể cập nhật cho mọi người xung quanh
cũng như là trả lời những câu hỏi thông thường. Từ khi vào đây làm, vòng tin tức của mình cũng được rộng hơn, cũng như mình quan tâm hơn về các vấn đề của xã hội và chính trị của Việt Nam. Mình phải quan tâm xem chính phủ đang đầu tư tiền vào đâu, các chính sách công hiện tại và tình hình lạm phát, đầu tư, xuất nhập khẩu hàng tháng của Việt Nam là bao nhiêu. Những điểm bớt thú vị. Vấn đề bảo mật thông tin. Điều này thì mình không nghĩ chỉ có mỗi chỗ mình, mà ở bất cứ cơ quan ngoại giao nào cũng phải ưu tiên về bảo mật lên đầu. Mình đi làm thì cần tới 2 cái thẻ để có thể vào được trong văn phòng. Đặc biệt, vào bên trong rồi thì mình lại phải sử dụng vân tay, mã khóa để mở cửa từng phòng. Phòng network thì chỉ có mỗi một mình sếp mình có thể vào được. Ngoài ra, mỗi nhân viên đều có tới 2 con máy tính, một cái máy in, một cái máy hủy giấy để hủy tài liệu và 3 cái tủ khóa để tài liệu. Phòng nào thì cũng có ít nhất một cái két sắt để bảo quản đồ bên trong. Để vào được máy tính của mình, các bạn cần nhập 3 lần mật khẩu. Và thường thì các máy có mạng Internet thì cuối ngày sẽ tự động xóa hết toàn bộ tài liệu ngày hôm đó. Việc dùng USB thì cũng phải sử dụng USB có mật khẩu riêng, chứ không được dùng USB ngoài. Bên trong cơ quan không được sử dụng Wi-Fi, đồng thời trên máy tính không phép được cài bất cứ ứng dụng nhắn tin như là Zalo hay là Skype. Bên mình còn chặn luôn cả Gmail, may mà chưa chặn Facebook. Máy sử dụng mạng nội bộ sẽ không được vào Internet. Và máy mạng Việt Nam thì vào được Internet, nhưng mà không được phép sử dụng Word và Excel. Do vậy, thực sự là khi làm việc, mình bị mất khá nhiều thời gian cho những thứ linh tinh như là lấy thông tin rồi copy sang. Ngoài nhân viên thì ai vào tòa nhà cũng đều phải có người đi cùng. Chưa hết, một tầng nhà của bọn mình có tầm 30 cái camera ở bất cứ ngõ ngách nào, và có ít nhất vài người chuyên ngồi soi camera xem có gì bất thường hay không. Máy tính cũng phải cài một đống phần mềm bảo an mà mình cũng chẳng bao giờ dùng đến, thường thì chỉ để cho IT đi kiểm tra. Toàn bộ tài liệu dùng bên mình không cho phép mang về nhà và phải để ở cơ quan, hoặc không sử dụng tới thì phải hủy bằng máy hủy giấy, chứ không được ném vào thùng rác. Đặc biệt là về phong cách làm việc, khi làm việc trong cơ quan ngoại giao thì mình luôn luôn phải để ý tới hình thức, từ cách ăn mặc, đầu tóc cho tới cái cặp mà mình mang đi làm. Mỗi giấy tờ mà viết rồi, in ra, sẽ phải xem là liệu đã căn hai lề chuẩn hay chưa, đã bằng nhau hay chưa, hay là các từ có chỗ nào lệch hay là sai chính tả hay không. Mỗi lá cờ để ở trên bàn lãnh đạo không được phép có nếp nhăn. Đặc biệt là phải để ý tới các nội dung khi nói chuyện. Hai bên từ hai quốc gia khác nhau nên mỗi lần nói đều phải để ý xem bạn có nói gì liên quan tới đất nước còn lại hay không. Những vấn đề nhạy cảm như là Biển Đông thường không được nhắc tới khi có mặt cả hai bên. Sự tin tưởng. Cơ quan ngoại giao, nên là khi mình vào đây, ngoài việc rào cản ngôn ngữ thì có rất nhiều thứ mà mình không được phép biết. Vấn đề bảo mật thông tin càng tăng cao, đặc biệt là sau sự kiện Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Boston. Có những email hoặc thậm chí nhóm chat riêng mà không có mình ở trong đó. Đương nhiên là về vấn đề này thì mình không có gì để phàn nàn cả. Nhưng mà đôi khi cũng thấy hơi chạnh lòng, vì dù sao thì mình cũng là nhân viên ở đây cơ mà. Nhưng mà thông tin mà mình tiếp nhận lại khác với mọi người. Hoạt động tập thể. Mình rất thích các hoạt động tập thể như là summer trip, gala cuối năm hay là tổ chức văn nghệ. Nhưng mà ở đây do ít người và cũng đều là người lớn nên thường các hoạt động này không có. Nếu có sinh nhật ai đó thì cũng chỉ rủ đi ăn và đặt bánh để thổi nến thôi. Ngôn ngữ giao tiếp. Nếu bạn làm việc ở đây mà không thông thạo tiếng bản xứ của họ thì thực sự là một nỗi đau khổ. Đặc biệt là trong giờ nghỉ giải lao hay là đi ăn trưa cùng nhau, thường thì mọi người cứ nói, còn mình thì cứ ăn. Thi thoảng bị hỏi tới thì cười trừ vì không hiểu gì cả. Dần dần hình thành nên thói quen nghe và cười trừ. Thế nên là nếu ai không biết hoặc là không học hỏi ngôn ngữ bản địa thì nên sẵn sàng tư tưởng là luôn luôn bị tụt hậu đằng sau vì không hiểu gì. Văn hóa ẩm thực khác biệt. Nếu ở các nước châu Á như là Trung Quốc, Hàn Quốc hay là Nhật Bản thì còn đỡ vì có chung nền văn hóa ẩm thực. Nhưng nếu ở một cơ quan ngoại giao phương Tây thì thực sự chuyện ăn uống chung cũng hơi mệt, vì có thể bạn không hợp đồ ăn ở đó. Ngoài ra, một số các thói quen ăn uống khác cũng có thể khiến bạn vô cùng ngạc nhiên. Ví dụ như kiểu tất cả mọi người đều bị nghiện cà phê rất là nặng, có thể uống tới 3-4 cốc một ngày. Ngoài ra thì việc uống rượu trong khi ăn chung đôi khi cũng hơi mệt mỏi, dù mọi người cũng chả ai ép ai cả. Cái gì mọi người cũng hỏi. Do là người Việt Nam
nên bạn gần như là sẽ được coi là người biết tuốt về Việt Nam. Thỉnh thoảng đang ngồi ăn cơm, mình hay bị hỏi mấy câu như là cái gì là đặc sản của Long An? Và tại sao lại có từ tiếng Hán như là thiên và địa? Vấn đề lương thưởng và khối lượng công việc. Lương thưởng, lúc mình vào thì bắt đầu thử việc, nhưng mà trong thời gian này, mình đã được nhận 100% lương và được đóng bảo hiểm luôn. Lương thưởng được quy định rất rõ ràng trong hợp đồng và được tính theo đô. Khi thanh toán thì người Việt Nam không được phép nhận tiền đô, nên là quy ra tỷ giá của thời điểm thanh toán. Nhưng mình thì sẽ nhận lương cứng, một năm được thưởng một lần vào dịp Tết, là thêm một tháng lương, là thêm một tháng lương thứ 13. Ngoài ra thì sẽ không được nhận thêm bất cứ thứ gì mà các công ty Việt Nam hay có, như là thưởng sinh nhật, hay là ngày lễ trong năm, hay là thưởng quý, thưởng KPI. Ngoài ra thì bạn sẽ phải đóng 10,5% tiền bảo hiểm và cơ quan sẽ đóng 21% tiền bảo hiểm trên lương cứng hàng tháng của bạn. Do mình mới làm nên là cũng chưa biết việc tăng lương hàng năm sẽ như thế nào, nhưng mà theo mình biết thì cũng không được nhiều. Về vấn đề tăng ca thì sẽ được hưởng 150% lương cứng như là ba công ty khác. Khối lượng công việc, theo mình đánh giá thì khối lượng công việc trung bình là không nhiều. Tuy nhiên, việc phải tỉ mỉ trau chuốt trong nhiều thứ khiến mình mất khá nhiều thời gian. Vào đây mình đánh giá việc học hỏi chuyên môn là không nhiều, vì cứ có vấn đề phát sinh thì phải làm luôn, chứ không tập trung chủ yếu vào một mảng riêng biệt. Có lẽ việc này chỉ là ở cơ quan mình, chứ ở cơ quan khác thì mình thấy vẫn chia các phòng ban rõ rệt, thì có lẽ tính chuyên môn sẽ cao hơn. Kết lại, mình mới bước vào đây chưa được lâu, nên có những thứ mới chỉ là đánh giá cảm quan của mình. Có những thứ đúng trong nhiều trường hợp, nhưng mà cũng có những thứ chỉ đúng với nơi mình làm. Chỉ hy vọng bài viết này có thể giúp mọi người hiểu thêm về môi trường ở đây. Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe tới đây. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.